Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, Ola TV xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một nhân vật đặc biệt. Ông hiện nay đang sinh sống tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cái điều đặc biệt của ông là ông đã tự lập bàn thờ để thờ chính mình. Thế mà bảo chính ông ấy đây, chứ không lại nhầm với ông, cứ lại nhầm ông này. Cháu giới thiệu lại nhé. Ông này chứ không phải ông này. Đúng. Không biết là cháu chỉ lên bàn thờ. Vâng. Tìm ra ông này, ông ấy xả em thế này. Không. Ok, cháu lọc. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, Ola TV xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một nhân vật đặc biệt. Ông hiện nay đang sinh sống tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cái điều đặc biệt ở đây là ông đã tự lập bàn thờ cho chính mình. Nhưng cái ý nghĩa sâu xa đằng sau cái việc tự lập bàn thờ đó như thế nào? Ông có hàm ý gì? Ông có cái mong muốn nhắn nhủ gì tới những hậu thế đời sau này? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông. Đây, ông quay lại chào ông khán giả. Đây là di ảnh của ông đây. Cháu gọi là di ảnh được không ông? Rồi. Đây là di ảnh của ông đây. Và đây là ông đây. Trước hết là thế này. Đây chính bản thân tôi. Chính nó. Nó. Bố nó. Vâng. Mẹ nó. Bên này người ta gọi là Thanh Long. Vâng. Thanh Long. Có người quan niệm là bên phải bên trái nhìn vào bàn thờ và nhìn ra thì là đặt ngược. Thì Thanh Long chính thức là bên này, nếu đứng quay lưng vào bàn thờ, quay lưng ra thờ thì bên Thanh Long bên trái. Thanh Long. Bạch Hổ là bên phải. Bên phải là Bạch Hổ. À, Thanh Long, Bạch Hổ. Thế bây giờ các nghi thức lễ nghĩa làm văn hóa nên biết. Ngay nhà nước, ngay những người làm quan có khi cũng không để đi vào nhà người ta vào cổng nguyên bước bên Thanh Long. Là khi ra bước ra bài học và vào nhà thờ ở viếng Nam Ma và thăm họ, đấy là việc là nên thế. Các phái đoàn quốc gia Việt Nam là chủ thể bao giờ ngồi bên Thanh Long. Ông Mỹ hay ông Nga, ông nào đến thì cũng ngồi bên bài học. Các anh xem ngay trên truyền hình đã có người bảo các nhà cầm quyền thế, nhưng mà nhiều người cầm quyền lại cũng không để ý và đấy, cứ tưởng là cứ thế vào đấy ngồi, không phải. Kể cả những đám dạng hỏi nếu đúng thì bên chủ và một bên thân bên này. Thì bây giờ họ nhà trai họ nhà gái, nếu đến đón dâu thì ngồi bên Bạch Hổ, chứ không phải là ông muốn ngồi bên nào không được. Không. Tôi đến nhà ông tôi phải ngồi bên Bạch Hổ, ông đến thì tôi không ngồi bên Bạch Hổ. Cái đấy là theo cái triết lý hay là theo cái quy định như thế nào, quy ước như nào không? Thì tất là nó đều có những cái nằm trong huyền không học, đều có những cái gì kỳ bí, đều có những gì mà người ta nghiệm thấy nhưng chưa khai thác. Huyền không học là cuốn sách của Trung Quốc hay của Việt Nam không? Trung Quốc. Nhưng sao ông lại mang cái Trung Quốc ra làm cái quy chuẩn của người Việt Nam? Bởi vì chúng ta cũng là gốc từ Trung Quốc, mà Trung Quốc là cái nôi của văn hóa nhân loại, chứ đừng có bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc thời nhà Tần cũng đã trở thành đế quốc Tần rồi. Theo cháu tìm hiểu thì chứ không phải bây giờ Trung Quốc với Tần. Nhưng mà ông ạ, theo cháu tìm hiểu thì Việt Nam là cái nôi của Trung Quốc. Việt Nam là nguồn cội của Trung Quốc. Vấn đề thế này, ai nói thế nào để cái nhận thức, bởi vì nó là mỏ mà. Dạ. Thế như ta mới thấy được cái sử ký Tư Mã Thiên ấy, nó có cái quy chuẩn nghiêm khắc. Dạ. Đấy là cái đầu tiên tạm để tôi trả. Dạ. Thế và cái xuất xứ của Trung Quốc, nguồn gốc những con người sinh ra ở nước Trung Quốc không phải là mới. Dạ. Phong tục tập quán không phải riêng Việt Nam mà là Triều Tiên, trong đó có Hàn Quốc vẫn là Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan rất là Malaysia, một số nước châu Á khác đều có cái phong tục tập quán cơ bản là Trung Quốc. Nơi mà sinh ra Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ thì Thích Ca Mâu Ni tuổi tôi cũng không nhớ chính xác, nhưng mà tuổi nhằm nhằm với tuổi của Khổng Tử, chứ kém tuổi của Lão Tử. Các vị để cùng cái trà lứa mà trái đất này, vũ trụ này, hành tinh này, đến cái lúc nó sản sinh ra một loạt nhân tạo. Thế và cũng không hà cớ gì mà một loạt người có tên là Tử, Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Tôn Tử, vân vân Tử, và cháu tôi cũng gọi là Phúc Tử. Thưa quý vị và các bạn, theo lẽ thường thì chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện hương nhang thờ cúng cho bất kỳ một ai đó khi và chỉ khi người đó đã chết, trừ những trường hợp đặc biệt thời chiến, tức là khi các chiến sĩ ra trận 9 phần chết, 1 phần sống. Và chúng ta vẫn quen với một khái niệm gọi là lễ truy điệu sống. Nhưng nhân vật của chúng ta ngày hôm nay lại là một chiến sĩ đã trở về từ chiến trường, và hiện ông vẫn minh mẫn, vẫn sớm ngày nghiên cứu thế sự, thậm chí là viết sách.
Lẽ thường một người như thế mà lại đi lập bàn thờ cho chính mình thì người ta sẽ gọi là điên rồ gan dở. Vậy nhân vật của chúng ta có thực sự là gan dở hay không? Suy nghĩ và lập luận của ông thực sự như thế nào? Và với trường hợp đặc biệt như thế này thì chúng ta nên suy xét ở nhiều khía cạnh khác nhau để từ đó tìm ra ẩn ý sâu xa mà có thể bấy lâu nay chúng ta đã bỏ lỡ. Xin lưu ý, nội dung những thước phim này hoàn toàn không có mục đích về tuyên truyền mê tín dị đoan, mà chỉ có một mong muốn rằng hãy tìm ra chân lý từ một con người có thật, lập bàn thờ để thờ chính bản thân mình. Như vậy là bác học hết cấp mấy bác nhỉ? Trước khi đi bộ tôi đội tròn đó. Trọn vẹn học hết cấp 2. À. Chính cấp 3 đẩy Lê Hùng Vương tôi cũng không học nữa. Vâng. Và xong người ta đào tạo tôi thành một ông giáo viên cấp 2 để dạy bổ túc văn hóa, nhưng tôi không thích. Bởi vì giáo viên thì hầu hết là một cái nút học hơi kém nhiều vào giáo dục. Nói thẳng tôi không thích vào một cái đàn này. Tôi bỏ bằng tôi có kìa. Tôi nói sao? Tôi đương nhiên tôi là một giáo viên cấp 2. Tức là trước cũng khi chẳng ai biết là tôi là giáo viên. À, trước khi đi bộ đội là bác là giáo viên. Thì tôi là giáo viên. Bác đã đi dạy ngày nào không, chưa? Tôi không. Trịnh Hoài Đức qua đây còn đến để nghe tôi dự. Mà Trịnh Hoài Đức còn khoái cái câu cái câu ấy của tự nhiên lại quên tác giả. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Trịnh Hoài Đức cũng thức tỉnh. Tôi vào làm bổ túc văn hóa dạy cái lũ bạn bè trong phim văn nhà Đức về kiến tập ở đấy. Vâng. Trịnh Hoài Đức bây giờ đang có nghề nghiệp gì đâu, đang đang bơ vơ. Vâng. Anh ta có tốt nghiệp cấp 3 đâu? Trịnh Hoài Đức ạ? Không tốt nghiệp cấp 3 được. À. Anh ta là con người có chí, thực tế tôi rất rất quý Trịnh Hoài Đức. Vâng. Thế còn xong thì tôi về còn đang chiến tranh. Thế và về thì nó cũng có nhiều cái. Bác nói về là về từ đâu về đâu? Tôi từ quân đội tôi về. À, tức là bác ở quân đội bao nhiêu năm ạ? Chưa được 6 năm. Cũng là cả một quá trình dài chứ. Là bác đánh Mỹ. Đánh Mỹ coi như 6 năm đi. Sang năm thứ 6. Thế này từ quân đội về thì bác làm công tác gì ở nhà? Tôi không làm bất kỳ điều gì ở nhà. Vì tôi không thích bất kỳ cái gì. Vâng. Ngay trong quân đội may là tôi cũng mắc cái là không vào được đảng. Tức là may là không được đảng. Thôi chúng ta quay trở lại cái câu chuyện là bác từ quân đội này, bác trở về quê này. Thì bác chỉ vui thú điền viên làm ruộng, làm vườn với vợ con thôi. Chứ không tham gia công tác xã hội hay là công việc gì khác nữa. Không, tôi về tôi chữa xe đạp. À, bác chữa xe đạp à? Chữa xe đạp. Vì tôi không có nghề gì. Và cháu quan sát ở trong nhà, ông có rất nhiều sách, ông thường hay đọc sách gì? Ở đây này có cái gì tôi moi một cái. Nho y lý số. Nho y, dạ, chào bác. Rồi. Nho y lý số. Khổng Minh Khổng Tử hay những cái sách tàu bác có hay đọc không? Khổng Minh thì tôi có trí tuệ Khổng Tử. Thân thí sự nghiệp của Khổng Tử. Tôi có đọc Minh Tâm Bảo Giám. Minh Tâm Bảo Sáng. Bảo Giám. À, Minh Tâm Bảo Giám. Anh đọc chưa? Cháu chưa. Thế thì anh làm văn hóa nghệ thuật thì kém. Xếp hạng kém bởi vì cái trách nhiệm của chúng ta thì làm sao nó khai thác được trí tuệ con người. Vâng. Cho nên hôm tôi nói với anh đấy, để lại cho con cháu trung hiếu là để lại hưng vượng, để lại cho con cháu trí mưu là để lại suy vong. Cảnh Hành Lục nói như thế. Bác nói lại đi, để lại cho con cháu trung hiếu là để cái hưng vượng, là để cái hưng vượng. Thế còn cái trí và mưu là để lại suy vong. À, cháu quay trở lại cái câu chuyện về những cái cuốn sách mà bác đã từng đọc ấy. Bác đã đọc những cái cuốn tác phẩm bất hủ như là Thép Đã Tôi Thế Đấy hay là Ruồi Trâu. Có Bông Sơ Pirat, Ruồi Trâu, Đứa Con Hoang của Đạo Chủ. Đó là những tác phẩm bất tôi hủ. Tôi chỉ nhớ thế thôi. Thế hay là ví dụ Răng Văn Răng cắm cô Z trèo cả cái góc tường này. Ví dụ. Đấy, ví dụ. Nghĩa là những tác phẩm bất hủ đấy là bác cũng đã đọc hết rồi. Thế kể cả Nguyễn Huy, kể cả Lỗ Tấn. Vâng. Chén cháu đây, cháu vẫn còn đây. À. Đây, cháu vẫn còn đấy. Thế còn thì cũng có những tác phẩm tôi không được đọc, không được biết. Không có tác phẩm cũng đọc, ví dụ như Lý Bạch, Đào Tiềm tôi chưa đọc. Thế, Câu Đông Pha, thế hay là có những tác phẩm tôi đọc nhưng có người khác ít đọc là Lục Du, ví dụ. Thế. Đấy, ví dụ thế. Thế hay là mới thì Nguyễn Huy. Thế cho nên lúc nãy nói là tôi cũng không tham khảo thêm. Vâng. Cái chữ cóc ấy, chữ tổng cóc, chữ là hay, đẹp, tốt, cũng như chữ nguy,
là vui chứ không phải là nguy là khốn. Vâng. À, chữ cóc là chữ tốt đẹp. Tốt đẹp đấy. Chữ đẹp tốt đẹp đấy. Cái con cháu chắc gì đấy hiểu sao được. Vâng. Bởi vì lười đọc sách thì biết gì. Chứ bà con ông cháu cha con nhà tôi là nhà dòng dõi đây này. Vâng. Như anh em tôi có phải là tất cả mọi người hiểu thế đâu. Bởi vì lười đọc, lười học. Và để ra thì bảo trước bên sau, dạy mà đường tốt thì vẫn làm điều. Vâng. Cho nên cũng đừng nghĩ rằng người ấy là thế nào. Vâng. Cũng không phải. Thế nào hay không là người bản thân người ta trong đó, cái tâm người ta nó có sáng không? Có chính không? Vâng. Cho nên nếu làm việc gì thì là bây giờ tôi sẽ thấy dùng những cái từ nó nôm na, nó ồn ào. Nào là có tâm, có tầm, có tài. Nhưng không tự nhiên hay rất rất vang. Tức là những cái từ Mỹ là lôi tất ra bay ra. Chào chuốt, đánh bóng, mạ kèn vào, màu sắc, cầm kỳ thi họa lồng tất vào đấy. Nhưng bác thấy cái từ tâm, từ tài, từ tầm đấy thì nó sai ở chỗ nào? Bác thấy không đồng ý ở chỗ nào? Trước hết, nếu như là cái tâm mà nó có đức trong đó, thì cái tâm mới sáng. Nhưng là tâm thì phải có đức. Ơ, đức là đạo lập thân. Vâng, phải có đức đã thì mới hát. Thế mà đạo lập thân mà có tâm thì tốt quá, thì sao không tốt? Vâng. Cứ đúng không? Vâng. Thế mà chính tâm tu thân thể ra trị quốc thì tốt quá, sao là không tốt? Vâng. Thế nhưng nếu không chính, cứ đúng không? Bác đang phê bình một số bộ phận là cứ mở miệng ra là nói đến chữ tâm, chữ tầm. Được rồi. Nhưng mà thực ra là chả có cái gì. Thực tế là họ rộng tịch. Họ là cái diệp sáo. Cho nên là bác dị ứng khi nghe cái từ đấy. Thực sự là thế. Có nghĩa là hữu xạ tự nhiên hương, ông không cần phải khoe ông có tâm, không cần khoe ông có tiền, hay không cần phải khoe ông có đức thì tự ông là người tốt nó sẽ tỏa ra. Thì đúng rồi. Vâng. Thế còn cái quan điểm của bác thế nào về cái vấn đề Phật giáo? Bác có tin có Đức Phật không? Hiện nay xu thế xây chùa rất nhiều. Anh lại chấm quyền. Tôi không tin bất kỳ cái gì, chỉ có con người, tổ tiên ông cha. Loài người là thượng đẳng, không có một thứ nào, một loại hình nào ma quỷ thần thánh láo nháo hết. Không có. Mà cái ông ấy là thiên tử cũng người đẻ ra, người đàn bà đẻ ra chứ. Không chui từ cái kia ra chứ. Có đúng không? Nghĩa là quan điểm của ông là chết là hết. Cũng không hết. Không hết. Những cái tinh anh của con người, cái linh hồn con người còn mà. À, tức là ông vẫn tin rằng là còn linh hồn. Có. Con người chết đi sẽ còn linh hồn. Có. Không thể thiếu được. Thế thì nghĩa là có ma quỷ. Thế thì vì là con người đặt ra, nhưng mà cái ma quỷ là cái gì? Thế cho nó cụ thể được không? Người ta hiểu nó tránh đi. Thế theo quan điểm của ông ma thì... quỷ không bao làm hại ai. À. Thần thánh không cho ai được cái gì. Nhưng các linh hồn đều biết phải trái đúng sai để biết vui buồn. Thế đấy là tôi nghiệm thấy trong tri thức, trong sách vở, trong kiến thức. Không làm hại ai, không cho ai được điều gì. Vâng. Thế các cầu bò cầu được ước thấy. Vâng. Đúng không? Có thờ, có thiên, có kiêng, có lành, đúng không sai. Vâng. Nhưng có tâm hay không? Vâng. Có tầm hay không? Vâng. Thế cái tâm với tầm này phải có đức. Vâng. Tức là gì? Anh có cầu, có thờ, tức là anh có nghĩ đến, anh có làm thì mới có, anh không làm không có. Cho nên là trong cái câu đối, người ta vẫn viết là vạn sự như ý. Thế vạn sự như ý là cái gì? Người ta hiểu thế nào? Cái vạn sự mình nghĩ đến cái gì? Có nghĩ đến không? Và mình có làm cái không để nó được như ý mình? Thế cho nên là các vị chúc nhau làm giàu với cái này cái khác, người ta bảo tốt nhất là chúc nhau đánh xà beng đến nào ngân hàng là nhanh nhất. Chứ không có là nhanh hơn. Tức là người ta hiểu nó sai. Thực sự là họ dạy nhau giáo điều, dạy quan liêu. Mình thực hiện cách mạng văn hóa từ năm bao nhiêu đấy ông nhỉ? Ông có nhớ không? Mà cái dịp cách mạng văn hóa mà phá hết đền, đình, chùa, các thứ đi, đền, đình, miếu, mạo. Không gọi là cách mạng văn hóa được. Thế gọi là cái gì? Nó là những cái cuộc phá ngu xuẩn, những tên điên. Những người cầm quyền, chính vì thế cho nên xã hội bây giờ thế này.
Thế bảo nếu đất nước này không có quốc trưởng thì đất nước này thì quân không tiến, hổ không đầu. Có đúng không? Nhà không có trưởng. Nhà anh thì bụng muốn không bố anh cầm quyền như bố anh mà còn tỉ táo sáng suốt thì nhà anh còn khá giả. Bố anh mà liêu siêu chân nam đá chân siêu mà lại cờ bạc là rượu chè trai gái như lằng nhằng thích gì được nấy. Mà nhà anh có của bố anh có một khoản to khổng lồ, bố thích làm gì thì xin lỗi cái nhà anh rồi nhớ, trước sau nó nát. Vì nó nhiều quá ai cũng có quyền mà. Giàu có thật. Mà. Nhưng rồi tán ra bại sản. Có phải không? Cái thời kỳ cách mạng văn hóa có nghĩa là người ta phủ nhận đi cái phần linh hồn của con người sau khi chết, nghĩa là không có thần linh, không có thần thánh, không có ma quỷ, chỉ có những cái khoa học hiện hữu, cuộc sống hiện hữu thôi, chết là hết. Đấy là quan điểm từ cái thời kỳ cháu cứ tạm gọi là cải cách văn hóa đi, cách mạng văn hóa đi bác nhá. Thế thì nhưng mà cho đến bây giờ thì nhà nước đã phải thừa nhận cái việc là có linh hồn. Bây giờ bằng chứng không, bằng chứng là có cái trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ở Hà Nội. Cái trung tâm nghiên cứu là nghiên cứu về những cái khả năng mà con người không có, những cái về linh hồn, về thần thánh là có, cái đấy là có cơ quan đấy. Vậy thì cháu đang muốn hỏi bác như này, nó có một cái mâu thuẫn mà cháu đang rất là thắc mắc, mà có thể là cái trình độ hiểu biết của cháu ấy, nó chưa đạt được để cháu hiểu. Bác vẫn còn đang sống như này, nhưng mà bác đã lập bàn thờ để thờ chính mình, có di ảnh, có bát nhang. Bác làm việc này lâu chưa? Mấy năm rồi. Được mấy năm rồi. Vậy thì bác thờ, khi mà người ta thờ người chết, có nghĩa là người ta thờ cái linh hồn của người chết, hay là gọi là cái hương linh của người chết, thế nhưng mà bác đang còn sống đấy, nghĩa là thì bác thờ cái gì?